Hi, chào mọi người đến với kênh Lưu Vũ Vlog nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan căn nhà Giác Vàng nha mọi người. Thì nhà Giác Vàng thì được tọa lạc tại số 18 nha, đường số 6, khu dân cư Thế Thuận 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha mọi người. Thì căn nhà này nằm cạnh cầu Gạch Ngõng 2 á. Thì hướng Mậu Thân thì mình quẹo phải, còn hướng Nguyễn Văn Cừ thì mình quẹo trái. Thì đi vào tầm khoảng 5 phút thì tới ngôi nhà gạch men, hay còn gọi là ngôi nhà dép vàng các bạn. Anh nhân viên nói là mua vé rồi mới được quay phim chụp hình nha các bạn. Thì vé vào cửa thì mình đi là 100k nha, uống nước miễn phí nha mọi người. Khi bước vào đây là mình cảm thấy như là bị choáng luôn các bạn, tại vì màu vàng nó ập vào mắt mình á. Thì nhìn tổng thể ở đây là tầm cỡ chừng 90% là đồ vật ở đây là đều Giác Vàng hết. Mình vào đây thì mình tha hồ mà chụp ảnh nha các bạn. Đó, như mấy cô này nè, thấy vui không? Thì mình mua vé tham quan là 100k nha các bạn. Thì trong 100k đó là mình được uống nước, cà phê hay là gì đó là miễn phí nha. Đồng hồ nè, đồng hồ này vẫn hoạt động bình thường nha. Bước vào đây mình cảm thấy như là con người mình nó sang trọng lắm các bạn. Chẳng hiểu nữa, hay là mình đứng cạnh vàng mình cảm thấy mình sang trọng không biết, nhưng mà bước vào đây thấy nó sang lắm. Trong này là vàng 18 có, vàng 24 có nha các bạn. Thì họ làm ra thành cái giấy gọi là giấy vàng á, xong rồi họ dán lên những cái đồ vật mà họ cần dán á, xong rồi họ phun một lớp sơn phủ lên nha các bạn. Nhưng mà sơn gì thì mình không biết nha. Có súng nha các bạn, AK nha. Ghế đẹp ghê không? Mình thấy trong này toàn là họ trang trí cái phong cách cổ điển thôi nha mọi người, tái hiện lại cái thời vua chúa ngày xưa đó. Còn đây là cái tiền nè, nhìn rất là đẹp nha. Ghế này là chắc là của vua ngồi đó nha các bạn. Hai bên có hai cái tượng của người phương Tây đó các bạn. Xe mô tô này là làm bằng gỗ nha mọi người. Chỉ có cái nón thôi, cái nón thì có Giác Vàng nha. Còn xe này là mô hình. Vào đây mình có thể thuê đồ nha, với lại phụ kiện rồi đó, để mà mình chụp hình những cái hình ảnh mà của vua chúa ngày xưa đó. Đây là phòng cho thuê đồ nè. Còn mấy cái nón này là mình có thể mình đội miễn phí nha mọi người. Mình đội để mà mình tạo dáng chụp hình cho nó đẹp hơn á. Còn đây là căn nhà bếp nè mọi người. Đây nè, đây là cái lá vàng được dát lên trên đồ vật đó nha. Rồi xong rồi họ phủ một lớp sơn lên nha mọi người. Nhìn những cảnh vật ở đây nó bắt mắt lắm nha các bạn. Tại màu vàng nè, đây súng nữa. Nhìn rất đẹp nha. Súng này bắn bằng băng không chứ, bằng đạn không chứ. Còn đây là nồi niêu son chảo nè, dụng cụ nấu ăn nè. Ghế này là dành cho vua bếp nha các bạn. Nhìn nó hoành tráng quá. Cơ gô chuồng bích, đây là dành cho vua bài. Thì mình thấy là ở đây chỉ có ghế cho vua bài thôi các bạn, chứ không có ghế cho mà đổ thánh hay đổ thần gì hết nha.
ở đây là súng ống đầy đủ nha. Nhưng mà mô hình thôi nha các bạn. Nón lá cũng được dát vàng nữa mọi người. Trẻ em dưới 18 tuổi không được nhìn lâu vào hai cây dao này. Ủa là sao? Cái này thì mình không rõ nha. Đây là hai cây đồ lông đao đực và cái, chứ không phải đồ lông đao của Tạ Tốn, của Kim Dung nha các bạn. Đây là tượng Long Quy, nhìn đẹp lắm các bạn, nhưng mà tượng này không có dát vàng nha. Tượng Long Quy làm mà từ gỗ nu kháo, linh vật cấm ngồi lên. Tượng Long Quy này mình chỉ tham quan thôi nha, chứ mình không có được ngồi nha mọi người. Mình thuê trang phục ra đây chụp hình các bạn. Thuê đồ của vua, đồ công chúa, đồ hoàng hậu ra đây là đúng đẹp luôn rồi. Cây đao này không biết là cây đao gì các bạn, tại vì họ không có để tên. Nhưng mà nhìn to lắm, nhìn đẹp lắm, có khắc hình con rồng nữa nè. Những cái bông này đều được dát vàng hết nha mọi người. Đẹp lắm, nhìn rất là đẹp. Cái ý tưởng mà ai mà làm ra cái ý tưởng này quá trời hay. Người ta hay gọi vui là Dubai thu nhỏ của Việt Nam đó các bạn. Thì căn nhà này nó có hai lầu với một lửng nha mọi người. Thì mình thấy cái lầu nào nó cũng có cái ghế của vua chúa để ngồi hết á. Ống tiêm vaccine sỏ lụi Covid Corona nè mọi người. Cái ghế này các bạn, cái ghế này là cũng của bậc đế vương à. Thì mình thấy là cái màu vàng á, nó đập vào mắt mình, nó làm cho nó bị choáng ngợp lắm. Nhưng mà đẹp lắm nha. Nhìn đồ vật ở đây nó sang trọng lắm các bạn. Đẹp lắm. Mấy cái bông nhỏ này là cũng có dát vàng lên hết nha. Còn mấy cái bông bự chắc là mình nghĩ không có đâu. Đây là ăn khế trả vàng nha mọi người. Mà mình thấy cái túi này là nó không có được 3 gan rồi đó nha. Khi mà bạn tham quan xong cái nhà dát vàng thì ngang đó là có cái hướng đi này nè các bạn. Thì hướng đi này là đi ra quán cà phê này nha. Thì mình có cái phiếu đó, mình ra quán cà phê mình đưa cái phiếu là có nước uống nha. Đây, tới quán cà phê nè mọi người.
Bước vào là có hai cái tượng chào đón mình nha. Chào hai tượng. Hai tượng có mỏi không? Hai tượng đứng đây từ khi nào? Có phải hai tượng đứng đây từ chiều không? Thì vào trong không gian quán cà phê thì mình thấy ở đây có những cái phong cảnh để cho mọi người có thể chụp hình nữa nghe mọi người. Đây như mấy cô này nè, tạo kiểu cắt kiểu con gà điểu luôn. Thì mình thấy cái không gian này nó giống như một cái khu du lịch thu nhỏ vậy các bạn. Hình ảnh sông nước miền Tây nè, có xù ba lá, rồi thêm xích lô nè, nó mang phong cách cổ xưa nha. Đây cô đang chèo để mà hai bán trái cây đó. Có khủng long bạo chúa nữa nè. Rồi ở sau lưng đó là thánh giống nha. Đây để mình quay cận cảnh thánh giống cho mọi người xem nha. Nhìn khí thế lắm nha. Xích lô nha, xích lô biển số đẹp lắm nha mọi người, 4 số 9 lần nha. Ở đây có mấy con động vật để cho mọi người tham quan luôn nha mọi người. Thì video của mình tới đây là sắp kết thúc rồi. Thì mọi người xem video nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mời mọi người tham quan những động vật ở trong quán cà phê nha mọi người. Người cài có vụ của tôi. Ông ngoại của thằng Hưng có ngàn công có bướm á. Nhiều người cài có vụ khá chân không còn đâu.